Chào mọi người, quay lại cái máy khoan cũ của mình nhé. Hôm nay thì mình có một số đồ như thế này mới dọn xong, giới thiệu tới mọi người để mọi người xem tham khảo, rồi có cái nào mà ưng ý với mọi người thì mua ủng hộ mình nha mọi người. Trước tiên thì mình rất là cảm ơn những cái like, đăng ký rồi comment của mọi người giúp cho mình kênh của mình ngày một phát triển nha mọi người. Bây giờ mình sẽ giới thiệu qua những thứ có những cái máy có trong ngày hôm nay để cho mọi người biết sơ qua trước, rồi sau đó mình sẽ giới thiệu chi tiết nhé. Đâu đó có một con cưa Hitachi 14V kìa, đây Nati 12V, con cắt T-Rain, con Nati 12V đó là cắt sắt nha mọi người. Đó, tới con này là cắt T-Rain Nati 12V, con đó rất là mạnh. Tới con này 6403 này nhiều người ghiền tù chậm. Rồi tới TS6A36 thì đợt trước mình có bán một con 1,8 triệu thì rất là nhiều người hỏi nên bây giờ mình lấy thêm con nữa đó. Rồi tiếp đây là con vịt Makita 18V, mình cũng không biết là nó mã gì nữa, biết là 18V, có vỏ pin này vỏ pin Trung Quốc nên là đa phần là mạch sống nha mọi người. Đây đây có một con bao Makita 12V này, bao Makita 12V nhá, khá ngon. Đây tới đây có một con bánh silicon Nati 2,4 có chỉ tốc độ nhanh chậm, rồi một con khoan boss có đầy đủ pin sạc đó này đó. Tiếp là có một con bánh vịt Ryobi pin con chạy này, rồi con bánh đinh Hitachi 14 khoan, con EZ6570, con này cũng nhiều người ghiền, con này made in Japan, trên tem là có ghi luôn. Con này cũng là bản vịt Ryobi 12V, con này thì có đèn nữa nha mọi người, đó đèn sáng đẹp luôn. Rồi bản vịt Hitachi 14V này, rồi để mọi người chờ đâu nữa, mình vô từng con một lần nha mọi người. Đầu tiên con này này, bản đinh Hitachi 14V, con này bản đinh ú nha mọi người. Ở đây nó có ghi này, đinh 13, nó sạc tới mọi người xem này, đinh 13 nha mọi người, 14,4V. Đây đây có khóa công tắc này, mở công tắc này, đinh của nó thì ở đây chưa, bình chưa có đinh, mình sẽ bắn thử cho mọi người xem nhé. Nó có cái bảo vệ an toàn ở đây này, nhấn vào đó, ngon lên nha mọi người. Con này thì thân máy 700 nha mọi người, 14V thì tới 14V. Một thân máy 700 một con này. Tiếp con số 2 là Ryobi 12V đó, đầu không rơ nha mọi người, đầu không rơ đó, đèn sáng này, cục pin này còn cầm nha mọi người đó. Pin thì pin nó ra hình rõ rồi, pin thì kém thì không bao giờ pin báo cầm hết. Điều tốc này, thẳng này, đảo chiều này, nhanh chậm này đó, pin thì kém thì không bao giờ pin báo cầm hết. Bên chỉ cố gắng chọn những cục pin mà còn ngon nhất để cho mọi người về dùng đỡ được thì dùng, không dùng thì sau này mọi người đóng lại pin mới. Đó là nhu cầu của một số người mà sử dụng gia đình nhé, người ta chỉ cần một xíu thôi. Con số 2 450 nha mọi người, thì khoảng người ta mới bán một vài con vịt thôi, còn những anh em dùng chuyên nghiệp thì sẽ đóng pin lại. Rồi tiếp ở đây con boss 12V, boss 10.8, 10.8 là 12V đó, có hai số nhanh chậm này, 20 cấp trượt, một cấp khoan, hai chế độ nhanh chậm, đầu 10 ly, được chưa? Quả pin này, quả pin gì nữa không? 10.8 nha mọi người. Pin là Switzerland này. Đó. Máy thì made in Malaysia. Đây, sạc pin này. Sạc pin nó đi Nhật đến 100V, 110V. Đây, bộ này là bộ số 3. Bộ số 3, mình bán thân máy
Pin zin còn dùng tốt, cục pin nơi ông thì mình sẽ bán cho mọi người nhé. Rồi cục sạc zin nữa là 1,1 triệu, bộ số 3 1,1 triệu nha mọi người, số 3 1,1 triệu này. Rồi số 4, số 4 là con Nati EZ6470, con này thì ngoại hình con khá là đẹp, chỉ có tem bị dập thôi chứ còn ngoại hình xấu xí đâu, con đầy đủ hết, made in Japan đó này. Đó, đầu kẹp 13 dây áo tua lóc nha mọi người. Đó, xịt áo tua lóc này. Nhả ra này. Đó. 20 con này là 18 cấp trượt, một cấp khoan. Hai chế độ nhanh chậm. Đó, cục pin thì cũng còn chạy nhưng mà mình không báo cầm, mình nói rồi. Vỏ thì vỏ cao, sau này mọi người có động lại cũng dễ. Số 4. Thân máy vỏ pin mình bán 550 nha, con này con khá là đẹp. 4 thân máy vỏ pin 550. Năm là con vịt Ryobi 12V này. Con này á, ưu điểm nó hơn con kia là thằn rơi thằn ngoài nha mọi người, rất là dễ thay thế và motor thằn rơi thì nó rất là mạnh. Đó, tém con này xu và chụp đôi trước con thế này, đầu thì tất nhiên là không rơi rác rồi, nó có đèn chủ động ở đây, không phải như con kia là đèn trực tiếp. Đó, đèn chủ động được chưa, có nhanh chậm này. Cục pin này thì là không phải pin dính của nó, pin Trung Quốc động lại Nikken 2A, nhưng mà cục này rất bị nói 3-4 lên chứ rất là nó rất là cầm. Cục này thì rất là tốt tính nha mọi người. Hôm bữa có người hỏi là mua cục pin gì này thì mình bán là 200 ngàn một cục. Thì mình có bán được mấy cục rồi. Hôm bữa mình cũng có nói đó, mình có mười mấy cục này rồi. Thì mình có bán 200 ngàn một cục này nha mọi người. Cục này thì rất là cầm. Con này thân rơi thân ngoài nhá. Mọi chức năng, full chức năng hết. 2, 4, 5. Con này số 5. Thân máy, bỏ pin, mình bán 500. Đó, số 5, thân máy, vỏ pin 500. Rồi, tiếp tới con này này. Hitachi 14,4V. Con này thân rơi, thân ngoài. Có nhanh chậm ở đây này. Đó. Đó, đầu thì không hề rơi nha mọi người. Ngoài hình thì cũng còn đẹp. Cái tém nó bị tróc mất rồi. Ngoài hình thì còn đẹp, đâu không rơi. Vỏ pin của nó cũng đẹp nữa nha mọi người. Đây. Vỏ pin con rất là đẹp. Đây là vỏ pin thôi. Còn cục pin thử đó nha. Đây. Đây cục pin thử này, đó cái vỏ pin của nó nha mọi người. Mình thử cho mọi người xem. Đó, máy rất là mạnh nha. Mạnh mà êm. Đó, đây là chế độ chậm này, nháy này. Đây này. Tắt đây này, bảo pin này, bảo pin đầy đủ luôn nha mọi người. Được chưa? Con này full chức năng, máy đẹp, thân máy đẹp, vỏ pin cũng đẹp. Ok, con này thân máy, vỏ pin, cái này bật thôi nha mọi người. Thân máy, vỏ pin, bây giờ 650 nha. Số 6. Thân máy, vỏ pin 650 nha. Đó. Máy đẹp, vỏ pin đẹp. Rồi, số 7. Số 7 là con này. Khoan. Nati 12V 6403. Con này cục pin còn rất là cầm. Nếu mày không báo cầm, mày nói rõ rồi. Đây, 21 cấp trượt. Cấp khoan. Tắt cái máy thôi nhá. 21 cấp trượt, một cấp khoan, hai chế độ nhanh chậm, đầu kẹp 13 lý auto lock. Đầu này đầu chuẩn này. Đấy, thấy không? Nó rất là khít nha mọi người. Đó. Này. Con này chưa chậm nhưng mà chuyển rất là cao, mà thật ra cũng chẳng chậm. Đó, nhưng đúng của là con này là tua chậm được chuyển cao. Được chưa? Cái này cũng còn rất là cầm luôn á.
Con này con số vậy thôi. 7. 7 thân máy vỏ pin 500. Bảy thân máy vỏ pin 500 nha mọi người. 8 8 là con này bản silicon nati EZ 353651 đây. Con này có chỉnh tốc độ nhanh chậm này đó, được chưa? Ngoại hình con này con rất là đẹp nha mọi người đó. Đi kèm cái vỏ pin của nó này, vỏ pin 2V4 này thì đóng một xéo pin nữa ông và mạch bảo vệ trong này vô tứ nha mọi người đó. Vỏ pin này thì vẫn còn chạy nhưng mà pin thì mình không báo sai rồi đó. Để tốc độ chậm, nó chạy rất là chậm, mọi người dân những thì nó di chuyển đúng không đó, chỉ nhảy lên này đó, giờ nó chạy nhảy này chậm lại này, nhảy này chậm này, nó có cái máy điều khiển trong đó nha mọi người, nó có cái máy điều khiển trong đó của nó, được chưa? Này ổng con rất là đẹp này đó, bản silicon Nati 244. Con này thì đợt trước mình bán rồi, có một con không được đẹp lắm, mình bán 7 à 800. Con này thì mình bán 850, con này đẹp đó. Con kia không được đẹp như con này. 850 nha mọi người. 8. Thân máy vỏ pin 850. Con này thuộc dạng liệt kê vào hàng hiếm nhá. Hàng hiếm này. Bao. Ở đây mình có một con bao Makita 12V. Mọi người xem kỹ thông số này, tua 9000 vòng, gửi của 50 mm, 50 mm là 5 cm đấy nha mọi người, 12V, tua 9000 vòng, mã của nó là 1050D, đây, gửi của nó đây, gửi rất là bé nhá, đó, gửi rất là bé nha mọi người, này, dây cu ra con rất là mềm này, dây cu ra con xịn nữa. Đây con có cái lục giác mở đâu của nó này này. Rồi mình test cho mọi người xem. Đây. Makita thì là âm dưới, dương trên. Ngược với Nati và Hitachi và Ryobi nha mọi người. Đây, chỗ này là ra bụi của nó này. OK. Bao này thân máy vỏ pin thì bằng 1,2 triệu nha mọi người. Rồi, cục pin con chạy mà chạy yếu, cục pin cũng có chạy mà chạy yếu. 1,2 triệu thân máy vỏ pin. Số 9. Chính thân máy vỏ pin 1,2 triệu. Bao này ngàn 50V được con. Rồi tiếp. Ở đây là con bàn vít Makita. Con này theo mình nhớ con này là 149, nhưng mà bây giờ mình bị mất cái tem rồi. 18V. Đầu thì hơi hơi nhích một xíu thôi nha mọi người. Hơi nhích một xíu thôi, không rỡ đâu. Hơi nhích một xíu. Đó. Đây là đi kèm với cái vỏ pin Trung Quốc. Vỏ pin Trung Quốc này thì coi như mình tặng kèm mọi người thôi. Vỏ pin riêng thì mình phải bán. Vỏ pin Trung Quốc này á, thì gần như 100% là kỳ mạch này đều còn sống hết nha mọi người, mạch đều còn sống hết, mọi người chỉ việc về đóng pin này là sai thôi, sướng là cái đó. Đây thử cho mọi người xem này, đó điều tốc thắng OK, đảo chiều OK, à đây nó không sáng này cũng được sao này. OK nha mọi người. Con này thì thân máy vỏ pin là 8 thôi. Do cái đây mình bỏ 500 ngàn, còn 750 ngàn. 18V nha mọi người. 750 ngàn.
thân máy vỏ pin. Số 10, thân máy vỏ pin 750. Con này chắc là con rẻ nhất trong video ngày hôm nay rồi. Rồi, tiếp. Ở đây là con này thì mọi người quá quen thuộc rồi. Hôm bữa mình có bán một con, mà anh em hỏi nhiều quá nên mình lấy thêm con nữa. Con này là Hilti TS6A36. Đây, tem của nó đây. Được chưa? Đó, con này là máy không chổi than, 3 chức năng, 4 chức năng luôn. Nói 4 chức năng cũng được. Chế độ khoan này, khoan búa này, đục xoay được mùi, đục không xoay được mùi. Ở đấy thì mình đang dùng cái đế chuyển của Makita 18V, 2 pin 18V ra 36V. Đó. Mình không có pin zin, mình dùng cái đế chuyển nha mọi người. Đó, mọi người nghe tiếng nhống nó êm không? Đó, qua chế độ búa này. Đó, Hilti thì êm vô đổi rồi. Đục xoay được mùi, đục không xoay mùi. Ok, con này thì mình cũng bán như đợt trước thôi, thân máy 1,8 triệu nha mọi người. 11 thân máy 1,8 triệu. Đó, 11 thân máy 1,8 triệu này. Rồi, 12 ở đây hôm nay có một con Catirenati 12V. Máy thì phải nói sao ta? Rất là đẹp, con này máy rất là đẹp nha mọi người. Rất là đẹp. Tí 3/8 là tí 10 nha mọi người. Tí 3/8 là tí 10. Vỏ cũng vỏ cao này. Đó, máy rất là đẹp nhá. Gửi con bé ngọt này. Cục pin này con chạy nhưng mà yếu. Đó, cục pin con chạy nhưng yếu. Thì mọi người về dùng được thì dùng, không dùng được thì mọi người đóng pin mới. Mình để thử cho mọi người xem này. Cảm pin để thử cho mọi người xem nhé. Đó, máy rất là ngọt nha mọi người. Đó, chính con ngon luôn. Con này thân máy, vỏ pin. Pin bản 500. 500. À thôi 500 cũng được. Con máy này rất là đẹp nha mọi người. Thân máy vỏ pin 500. Số 12 500. Ok. Rồi 13 ở đây là một con cắt sắt 3501 Nati 12V. Con này gửi là một tấc hay một tấc một kia. Như một tấc một thì vậy. Gửi cắt sắt nha mọi người. Đó. Đây gửi này gửi hợp kim cắt sắt này. Đó, hợp kim cắt sắt với hợp kim cắt gỗ nó khác nhau nhá. Hợp kim thì về mọi người mon thì mọi người mua kia dụa mọi người mai xíu. Đây. Nó bị mẻ một răng, hình như chỉ mẻ một răng thôi. Gửi dây mà một răng thì ngon thua. À, mẻ 1 tới 2 răng á. Nhưng mà cục pin này con rất là cầm mọi người này, máy thì đẹp. Thứ nhất là con rất là cầm, thứ hai là máy rất là đẹp, thứ ba nữa nó có thẳng luôn nha mọi người, có thẳng luôn. Đó, gửi một tập 1. Cái này thì quá ngon rồi. Con này thì mình bán 550, thân máy bộ pin. À thôi, 500 thôi. Tại đợt này mình cũng đang thấy nữ đề hàng mới. 13 thân máy vỏ pin 500. 13 nha mọi người, 13 thân máy vỏ pin 500. 13 chứ không phải 12 nhá. Rồi, 14 rồi, con này. Con này là cửa Hitachi 14V. Con này lưỡi bị mẻ một răng. Hai răng, lưỡi mẻ hai răng, nhưng mà lưỡi này là lưỡi mình nhiều răng.
nên một hai răng thì ngăn thua nha mọi người. Con này cắt bên ngọt luôn này, còn nâng hạ bàn này đó, còn nghiêng 45 độ này đó chưa. Rồi mình sẽ thử cho mọi người xem thử con này luôn. Con này này nữa à, con kia dục giác mở lưỡi của nó này đó, nó có thắng và có đen luôn nha mọi người. Đen đây này đó, vừa có thắng vừa có đen, lưỡi bé rồi. Con này như thế này là ngon rồi, nắng hà lưỡi nghiêng 45 độ, máy đẹp, lưỡi bé có thắng 14. Con này thân máy với bạn 6 14, thân máy với bạn 550 ngàn, 14 thân máy 550. Đợt này cái gì mình cũng giảm bớt 50-50 không nha mọi người. Rồi tới đây là kết thúc video ngày hôm nay của mình thôi. Mọi người mua hàng lên hệ số điện thoại trên tiêu đề cho mình nha mọi người. Cảm ơn mọi người nhiều.